Smartphone phụ kiện cho rất là đầy đủ luôn. Trời, 5 camera. Phải nôi chứ. Đây, màn hình đang khóa nha. Nói chung là khi mua chiếc điện thoại này, các bạn sẽ có đó là một công nghệ bảo mật rất là hiện đại. Dạ. Này đúng là ra da dao rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Sợ nó dao ngoài lắm. Không, này của Lazada. 1 triệu, 2 triệu, 3, 4, 6, 8, 2 triệu 9. Dạ. Rồi cảm ơn. B45 Pro. RAM 8GB, bộ nhớ 256GB với giá chỉ có 2 triệu 9 thôi. Các bạn có tin được không? Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm trước trong buổi livestream á, có một bạn gửi tới cho mình một cái con, đó chính là con B45 Pro nha. RAM 8GB, bộ nhớ 256GB nè. Giá của nó chỉ có 2 triệu 899.000 thôi. Và sau khi mình vào xem phần chi tiết nha, thì nó sẽ còn có những cái thông tin còn ghê hơn nữa. Đầu tiên á, đó là con chip của nó nè, đó là MT6875 nha. Thì con chip này khi các bạn tìm á, thì nó sẽ ra đó là Dimensity 820 nha. Thì đây là con chip trên chiếc Redmi 10X 5G nha. Với số điểm AnTuTu nó chạy ra được á, tầm khoảng 400.000 điểm. Nó sẽ tương đương với lại con mà Snap 845 nha. Vào xem tiếp thông tin nè, các bạn có thể thấy màn hình 2K Android 10, pin 4800 nè. Với những cái thông số như vậy á, thì chiếc điện thoại này ít nhất á, là phải rơi vào tầm khoảng 6 triệu. Mình nói là ít nhất nha. Còn ở đây chỉ có 2 triệu 899 ngàn thôi. Cho nên mình đã đặt về một em nè, để review cho mọi người xem nha. Thì mình chắc chắn đây là những cái thông số ảo rồi, nhưng mà mình cũng thử làm một video cho mọi người xem luôn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ đến với nhân vật chính luôn nha. Let's go. Thì đây là cái hộp đóng gói của em đó nha. Sản phẩm này được giao từ bên Trung Quốc về. Đây là người gửi nè. Vaccine King Abyssinia, nói chung là mình không biết đọc. Và đó, một vài thông tin nè. Thì đây là số tiền nha, 2 triệu 899 ngàn. Và tên sản phẩm nè, B45 Pro. Nói chung là đặt hàng mà giao từ Trung Quốc về á, thì thời gian ship của nó cũng khá là lâu. Ở đây mình đặt tới tận khoảng gần một tháng trời á, thì mới giao đến trên tay của mình. Rồi bây giờ mình sẽ cùng khui ra luôn nha. Nói chung là sản phẩm này chắc chắn là mình sẽ trả hàng rồi. Nhưng mà mình sẽ mở ra cho mọi người xem luôn. Đó, bên trong được đóng gói rất là kỹ luôn nha mọi người. Smartphone. Không, ở đây mình chả biết nó là hiệu gì luôn. Không biết đây là một chiếc smartphone hiệu gì. Đó, B45 Pro mà có thêm dấu cộng nữa nè, 8256 nha. Và đặc biệt hơn á, là hôm trước có một bạn gửi đến cho mình á, đó chính là ở trên Lazada có luôn những shop bán chiếc điện thoại này với giá chỉ có 1 triệu rưỡi thôi. Mình mua 2 triệu 9 là còn mắc nha. Đó, và ở bên trong đầu tiên thì mình sẽ có Team Eten Problem and Solution. Và đây là nhân vật chính, thì mình sẽ khoan đụng tới em nói nha. Mình sẽ xem phụ kiện bên dưới nè. Đầu tiên thì mình sẽ có như là một chiếc ốp nè, một chiếc ốp dẻo trong suốt nha. Rồi mình sẽ còn có một củ sạc. Trời ơi, cái củ sạc cực kỳ nhẹ luôn. Và nguồn ra của nó chỉ có 5V 1A mà thôi. Trời ơi, bỏ tay. Tiếp đó thì mình sẽ có một cổng cáp nha. Rồi, chuẩn micro USB luôn, chứ không được chuẩn Type-C nữa. Tiếp đó thì mình sẽ có một cái tai nghe nè. Nói chung là cũng khá là dởm. Bỏ ra đi. Đó, và mình sẽ có như là một bộ áo SIM nè, với ba kích cỡ nè, một que chọc SIM. Ở bên dưới thì còn cho mình thêm một que chọc SIM nữa. Và mình sẽ có những cái dùng để dán màn hình nha. Và mình sẽ còn có như là một cuốn sách hướng dẫn sử dụng nè. Và tiếp đó là một cái cường lực. Trời ơi, các bạn có thấy là phụ kiện cho rất là đầy đủ luôn, cho cả những cái tấm dán màn hình nè, bộ áo SIM nè, cáp sạc tai nghe. Đó, quá là đầy đủ luôn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đến với nhân vật chính luôn nha. Ten ten. Ten ten. Trời ơi, chết chơi người chơi. Zoom cận hơn nào. Đó, và đây chính là nhân vật chính nha. Mình sẽ cùng bóc những cái tem ra nè.
Đầu tiên đó là cái siêu của camera nha. Đó. Thì ở đây các bạn thấy nè, ở đây có 5 camera. Phải nói chưa? Trời ơi, tận 5 camera nha mọi người. 1 nè, 2 3 4 5, một cái đèn flash nè. Đặc biệt ở đây có một cái camera mà zoom mà dạng giống như zoom 50x, zoom 100x gì đó. Ui. Và bây giờ mình sẽ bóc cái siêu ra. Đó, siêu lưng. Trời ơi, một cái màu xanh rất là đẹp luôn nha. Một cái màu xanh bóng loáng nè. Ở đây thì mình có thể thấy được cái mặt mình ở trong luôn. Đó, nhìn rất là rõ luôn, có thể dùng để soi gương khá là tốt. Nhưng mà có một điều khá là đáng tiếc á, đó là cái mặt lưng này nó chỉ là bằng nhựa thôi nha, chứ không phải là kính. Rồi bây giờ mình sẽ bóc cái siêu màn hình. Ten ten. Trời. Các bạn nhìn cái viên nè, qua video mình nghĩ các bạn cũng sẽ có thể dễ dàng nhìn thấy được, đó là cái viên. Đây, viền trên nó sẽ rất là dày luôn, viền dưới thì cũng sẽ dày không kém nè. Đó. Và ở trên màn hình này đặc biệt là dán sẵn cho mình một miếng dán dẻo rồi nha. Nói chung phụ kiện thì rất là ok, nhưng mà chiếc máy thì mình nghĩ là khá là... Thôi bây giờ mình sẽ cùng khởi động nguồn em nó lên luôn nha. Đó. Welcome. Giống như welcome, bạn đã bị lừa. Trời ơi đẹp kìa. Welcome một lần nữa. Đó. Trời ơi. Đó, có thể nói rằng khi vừa mở lên nè, để mình bật mắt sáng nha. Trời ơi, cái màn hình của nó nói sao ta, nó rất là dởm luôn. Đầu tiên nó là độ phân giải của nó không cao, tiếp đó nữa là cái màu sắc của nó thì cũng rất là nhợt nhạt. Nhìn cái giao diện này thì mình đoán là cái phiên bản Android của nó thì cũng khá là cũ. Bây giờ mình sẽ vào phần cài đặt để mình xem một vài thông tin nha. Đó, đầu tiên đó là B45 Pro nè, và chip của nó là MT nè 6875 nha. Đó là con chip mà Dimensity 820 á. Trời ơi, RAM 8GB, bộ nhớ là 256GB. Đèo tin. Device name đó là smartphone nha. Nói chung đây là cái thương hiệu của nó là thương hiệu smartphone. Thương hiệu smartphone. Nghe nhức đầu thật sự luôn. Đó, thương hiệu smartphone. Ok. Có vân tay hay không ta? Này mà mở lên có vân tay nữa là cười hế luôn. Để mình tìm thử bảo mật. Bảo mật. Mình nói y chang luôn. Vào nè, các bạn sẽ có như là Face Unlock nè. Đó, Voice Unlock nè, mở khóa bằng dạo như là giọng nói á. Rồi tiếp đó sẽ có luôn đó là vân tay luôn. Trời ơi, chiếc điện thoại này không có vân tay nha, mình tìm không thấy vân tay ở đâu cả. Cảnh thông hay gì, bây giờ mình sẽ bật lên thử nha. Bấm lộn đúng rồi. Đó, mình sẽ bật lên vân tay nè. Vân tay trong màn hình với một cái tốc độ rất là siêu đẳng. Trời ơi. Mình phải đặt một cái bát này. Thử rồi. Đó, trời ơi, vân tay trong màn hình luôn nha mọi người. Thử lại. Ngon quá. Và bây giờ thì mình sẽ thử cho mọi người xem, đó là một công nghệ bảo mật rất là mới, đó là mở khóa bằng vân lưỡi. Đây, màn hình đang khóa nha. Một công nghệ rất là mới, đó là mở khóa bằng vân lưỡi. Đó, và mình sẽ thử mở khóa bằng vân chân. Ghê không. Nhức đầu thực sự luôn. Nói chung là khi mua chiếc điện thoại này, các bạn sẽ có đó là một công nghệ bảo mật rất là hiện đại, mở khóa bằng tất cả cái gì có thể chạm vào được. Mở khóa bằng vân tay, vân chân, lưỡi, hoặc là nói chung là bất cứ gì hết. Các bạn chỉ cần một mình các bạn thêm thôi, nhưng mà cả thế giới ai cũng dùng được hết. Và rồi bây giờ đó thì qua một cái bảo mật rất là kinh khủng rồi, bây giờ mình sẽ đến với đó là camera nha. Đó, đầu tiên đó là camera trước nè. Đây, và đây chính là chất lượng camera trước. Nói chung là sau khi các bạn chụp ra thì cái màu sắc của nó, màu da của nó y như là sắc chết. Ồ, có chế độ làm đẹp luôn kìa. và đây chính là làm đẹp khi mình bật lên ở mức đó là mát nha. Đâu thực sự luôn. Đó, một tấm chụp bằng camera sâu. Nói chung là màu sắc của cái màn hình này nhìn đã chán rồi, cho nên chụp lên tấm hình á thì nhìn cũng khá là chán. A few moments later. Rồi, mình sẽ tiếp tục nha anh em.
Ở đây mình mới tải một số phần mềm nè. Đầu tiên mình sẽ đến với đó là CPU-Z nha. Rồi, ở phần mềm này thì cái mà con chip á, nó cũng báo là MT nè, 6875 nè, 2.2GHz nè. Nói chung là mình nghĩ đây là một cái thông tin ảo thôi. Đó, cái đồ họa của nó nè, vẫn là Mali 400MB nè. Đó, và một vài thông số nha, về màn hình, về RAM, về ROM. Nói chung là toàn là thông tin ảo thôi. Ở đây mình chưa tải gì cả. Đó, chỉ mới tải những cái phần mềm test nhẹ nhẹ thôi. Mà nó từ 256GB, bây giờ nó còn có 155GB thôi. Đặc biệt hơn ở đây nè, các bạn có thấy là API level nè là 22, có nghĩa là chiếc điện thoại này đang chạy đó là Android 5.1 nha. Còn Android 10 á thì cái API level của nó phải là 29. Và rồi, tiếp đó thì mình sẽ đến với AnTuTu nha. Đây. Mắt sáng chưa ta? Bất ngờ chưa? 15.981 điểm. Nếu điện thoại các bạn chấm ra điểm thấp hơn và các bạn đang sử dụng điện thoại gì thì hãy comment để lại bình luận ở phía bên dưới nha. Chứ mình chưa thấy chiếc điện thoại nào mà thấp tới cỡ này luôn. Với CPU đó là 8500 nha. Và GPU đó là 0 điểm, là bởi vì cái chiếc điện thoại này nó không có test được cái 3D nha. Ngoài ra thì nó đánh bại được tới 1% người dùng. Rồi, và tiếp đó thì ở trong cái phần thông tin á, thì một vài thông tin thì mình thấy nó cũng gọi là fake cả thôi. Mình không có đọc được những cái thông tin này nha. Đó, RAM, ROM nè, rồi CPU nè, màn hình cũng vậy nè, vẫn là màn hình 2K nè, kích cỡ là 6.3 inch nè, và mật độ điểm ảnh đó là 240 ppi. Nói chung cái màn hình của con này mình nhắm chỉ tầm khoảng được 480 thôi, chứ chưa được 720 nữa nha. Đó, thì mình nói là chuẩn bài luôn. Cái màn hình của nó nè, khi vào xem YouTube nè, nó chỉ xem được ở mức tối đa là 480 thôi. Cho nên cái màn hình này á, cái độ phân giải của nó chỉ có 480 thôi nha mọi người. Rồi bây giờ thì mình sẽ test thử đó là cảm ứng đa điểm nha, Multi Select nè. Rồi, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Rồi, thì các bạn thấy rồi, màn hình con này chỉ có cảm ứng 2 điểm thôi nha. Đó, duy nhất là 2 điểm thôi. Đây, 2 điểm duy nhất thôi. Đến 2020 rồi mà màn hình của nó còn cảm ứng được tới tận 2 điểm. Và rất nhiều bạn comment kêu mình hướng dẫn cài cái AnTuTu này. Nói chung là mình sẽ có video trong một thời gian gần nhất nha. Các bạn nếu như quan tâm á, thì hãy để mình. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ đến, mình check thử cái RAM nha. Đây là cái RAM nè. Cái RAM đây thì mình sẽ dùng cái phần mềm đó là Fill RAM Memory nha. Bây giờ mình sẽ fill full RAM nè, để xem nó chạy được tới bao nhiêu là nó sẽ bị dead nha. Đó, hiện tại nó đang sử dụng là 200 mấy MB nè, 300 MB rồi. Ở đây nó check ra được luôn nè. Total RAM nè, 966. Rồi, nói chung là khỏi cần check luôn. Chiếc điện thoại này RAM của nó là 1GB nha. Đó, RAM tận tới 1GB, mua với giá là 2.9 triệu. Thì các bạn thấy quá là thơm bơ rồi. Rồi, lên được 600 rồi. Rồi, dead. Đó, được tới khoảng 600 MB là dead. Bởi vì RAM của nó chỉ có 1GB thôi, nó còn phải dùng RAM để chạy những ứng dụng khác nữa. Cho nên ở cái fill RAM này nó chỉ chạy được khoảng 600 mấy MB thôi. Còn bộ nhớ trong á, RAM 1GB thì mình đảm bảo rằng chiếc điện thoại này bộ nhớ trong sẽ là 8GB nha. Và rồi, vậy là mình đã vừa hoàn thành xong video mở hộp và giới thiệu với mọi người chiếc smartphone, thương hiệu smartphone nha, B45 Pro với giá là 2.900.000. Thì với mức giá này các bạn sẽ có một chiếc điện thoại cực kỳ xịn sò luôn. RAM 1GB, bộ nhớ là 8GB và màn hình của nó đặc biệt là được tới tận 480. Rồi, ngoài ra thì em nó còn có một cái số điểm AnTuTu rất là khủng nữa, đó là 15.000. Nếu như có bạn nào mà gọi là thấp hơn á thì bình luận ở bên dưới nha. Và nói chung là cũng có rất là nhiều chiếc điện thoại với những thông số rất là ảo, cho nên mọi người khi mua thì nên check kỹ nè, nó là thương hiệu gì. Nếu như là không có thương hiệu thì các bạn đừng có mua nha. Và tốt hơn nữa là các bạn có thể tìm những bài review nè, giống như bài review của mình, thì các bạn có thể biết được sản phẩm đó như thế nào. Còn nếu như không có bài review nào cả thì mình nghĩ là nên thôi nha. Rồi, và đường link chi tiết để các bạn có thể tham khảo chiếc B45 Pro này mình cũng sẽ để ngay bên dưới phần mô tả nha. Nếu mà bạn nào mà gọi là tham khảo cho vui á thì có thể xuống đường link mình để ngay bên dưới mô tả để có thể xem thử sản phẩm này ở bên trong nó ghi những gì. Và trong thời gian tới á, thì mình sẽ làm một video đó là hướng dẫn trả hàng nè. Mình sẽ trả chiếc B45 này ở trên Lazada nha. Nó cũng sẽ áp dụng cho các bạn trả những cái mặt hàng khác. Nếu như bạn nào mà có quan tâm á thì có thể đợi video của mình nha. Rồi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye. Đây, khoan đã anh em. Mình tính kết thúc video nhưng mà mình chưa kết thúc được. Đây, tên đây. Tại vì á, mình vừa mới tìm á, đó là chiếc điện thoại này để sim ở đâu. Bởi vì mình không có thấy cây sim. Thì sau khi mình mở ra nè, đó.
chiếc điện thoại này mở nắp được nha. Và đây, viên pin có thể hoàn toàn tháo ra được luôn. Đó, tháo pin ra. Và đây là viên pin. Ồ, một viên pin rất là mỏng luôn. Các anh thấy nè, mỏng le à. Và cũng rất là nhỏ. Nhưng mà ở trên đây cũng ghi là 4800mAh nha. Quá là kinh khủng rồi. Đó, và bên trong nè, chiếc điện thoại này cũng sẽ có đó là hai sim và một thẻ nhớ nha. Ủa, vậy mà nó cho mình tới tận hai que chọc sim. Vậy là nó đang cho mình đúng không? Tới bây giờ năm 2020 rồi, một chiếc điện thoại 2.9 mà còn chơi cái dạng mà mở nắp lưng thay pin nữa thì các bạn thấy quá là dữ dằn rồi. Và đây là cái nội thất ở bên trong nha. Thì các bạn hãy nhìn nè, đây là camera nè, chỗ để sim nè, một vài cái email nè, rồi mic in chị Na các thứ nè. Thôi, bây giờ mình sẽ tiến hành lắp lại nha. Lắp lại rồi mình sẽ trả hàng luôn.